13 năm, một chặng đường phát triển ghi dấu ấn của ban lãnh đạo và bao thế hệ nhân viên từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp. Không thể kể hết những khó khăn chồng chất cũng như những trở ngại phải vượt qua, bao nhiêu sự đổi thay và bao nhiêu nấc thang đã đi lên. Đến nay, Tú Lộc Tết đã khẳng định được uy tín, vị thế, thương hiệu của mình trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Với mong muốn trở thành một thương hiệu số 1 trong thế giới cơ khí chính xác CNC tại Việt Nam và vươn xa hơn nữa ra thị trường thế giới, Tú Lộc Tết không ngừng cải tiến về chất lượng sản phẩm, cải tiến về chất lượng dịch vụ để đem lại hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Điểm xuất phát đầu tiên là trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 18 tháng 1, 2010. Trải qua 13 năm, Tú Lộc Tết vươn lên nhanh chóng và vững mạnh, mở rộng thêm 3 chi nhánh. Chi nhánh gia công tại thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội, và chi nhánh tại Bắc Ninh. Đặc biệt sắp tới vào quý 2023, Tú Lộc Tết sẽ mở thêm chi nhánh tại Bình Dương để phục vụ khách hàng trong khu vực này. Từ những bước chân nhập chẩn đầu tiên cho đến nay, Tú Lộc Tết đã phát triển lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu về máy CNC, vật tư, sửa chữa cho hàng ngàn lượt khách hàng trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó, Tú Lộc Tết đã trở thành nhà phân phối chính thức của Taycan tại thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu máy CNC số 1 tại Trung Quốc, với số lượng máy bán ra hàng chục nghìn chiếc trên mẫu trên năm. Từ một đơn vị chuyên bán máy CNC cũ, Tú Lộc Tết đã chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực mới và đạt được nhiều thành công vượt trội, với lượng máy bán ra tăng nhanh. Để đạt được những thành tựu kể trên, trước hết là nhờ ban lãnh đạo luôn theo sát tình hình hoạt động của công ty, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng của thị trường, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra những định hướng, những quyết sách đúng đắn. Song song, các thành quả trong việc phát triển làm hài lòng và tạo dựng lòng tin, sự tín nhiệm cho hàng ngàn lượt khách hàng, đồng thời khẳng định thương hiệu Tú Lộc Tết không thể không kể đến đội ngũ các bộ phận phòng ban liên quan, phòng kỹ thuật với những nhân sự mẫn cán giàu kinh nghiệm, phòng kinh doanh với những chiến thần chốt đơn đỉnh cao mang lại doanh số lợi nhuận cho công ty. Các phòng ban khác như kế toán, phòng hành chính nhân sự, mua hàng, marketing, máy mới, dịch vụ, sales admin, bộ phận vệ sinh cũng góp phần quan trọng trong sự phát triển của công ty, không ngại khó khăn, không quản ngày đêm và tận lực, tận tâm, hỗ trợ hết mình phục vụ. 13 năm đã trôi đi với những hành trình dài khó khăn và nhiều cột mốc, thành quả đáng nhớ, nhưng không vì thế mà chúng ta ngủ quên những chiến thắng. Vẫn còn nhiều đỉnh cao mới mà Tú Lộc Tết phải chinh phục. Happy birthday Tú Lộc Tết! Chúc mừng sinh nhật Tú Lộc Tết, tiếp tục công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trên con đường phía trước và ngày càng tự tin về bản thân, chất lượng tương lai. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13, thay mặt anh em kỹ thuật chi nhánh Hà Nội, chúc toàn thể anh em Tú Lộc Tech sức khỏe dồi dào, nhiệt huyết, hăng say. Chúc Tú Lộc Tech trở thành thương hiệu số 1 về dịch vụ máy CNC tại Việt Nam. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13, chúc Tú Lộc Tech sau mới có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2023. Chúc mừng sinh nhật Tú Lộc Tech, Happy New Year! Chúc mừng sinh nhật công ty Tú Lộc. Đại diện phòng gia công xin chúc công ty Tú Lộc càng ngày càng phát triển. Happy birthday! Happy birthday Tú Lộc Tech! Tại sao? Tại vì Việt Nam.
ông mình xin toàn thể cán bộ công nhân viên và đây là cái niềm sức khỏe xin đổi mới cảm nhận niềm vui tốt cùng chung một niềm tin chung tin nữa để xây dựng phát triển thương hiệu DLT đẳng cấp quốc gia vươn ra thế giới. Đi chào, đi chúc sức khỏe. Happy birthday Tú Lộc Tết. Phòng thu mua xin chúc Tú Lộc Tết happy birthday. Năm mới phát lộc phát tài, máy chạy ào ào. Happy birthday Tú Lộc Tết. Bộ phận marketing xin chúc Tú Lộc Tết ngày càng phát triển vững mạnh và thành công.